tại mình đang có mặt tại web à. Một cái web khá là mới, mình cũng không nhớ là mình có làm web này chưa nữa. Có khi mình nhớ mình có làm hải tặc miễn phí .ga. Bây giờ nó lòi ra hải tặc miễn phí .online nữa. Cũng khá là ghê gớm ấy. Thì cái web này mình cũng chả biết mình làm chưa, nhưng mà thôi hôm nay mình sẽ làm về web này, hải tặc miễn phí .online. Rồi, mình đọc tiếng Việt vậy thì những cái bạn nghe được thì cũng có thể viết link rồi, nhưng mà mình sẽ để link phần mô tả luôn cho anh em chắc chắn, anh em đỡ phải mất công. Rồi, ok. Hiện tại thì mình đang có bắt đầu web này và mình đang dùng con ạc của bạn Yuriko-chan để vào để cho anh em coi cái này. Giờ mình sẽ đăng nhập vào, lệnh chơi bên server 2 Euro. Theo như thông tin bạn này thông báo cho mình thì những cái ưu đãi nạp tiền đó các bạn, thì chúng ta sẽ cùng coi cái web này nó ưu đãi như thế nào, những cái nội dung đặc biệt. Như thường lệ mình gửi lời chúc các bạn một ngày vui vẻ tuyệt vời. Xem clip của mình thì nhớ like ủng hộ cho mình, subscribe cũng như click quảng cáo nha. Hiện tại thì quảng cáo không còn ở bên phải nữa, chỉ còn một quảng cáo ở trong video thôi. Mong là anh em sẽ ủng hộ cho mình thật là nhiệt tình để mình tìm clip ra. Chung là lâu lâu YouTube lại lấy quảng cáo của mình đi anh em, bây giờ chỉ còn quảng cáo này thôi. Mình buồn lắm men. Không biết là mình xem kênh của mình thì nó như vậy, cũng như là các bạn xem thì nó vẫn như bình thường. Và thì anh em thấy quảng cáo gì anh em ủng hộ cho mình là được, nên giúp nhiệt tình của mình là được anh em. Rồi, ok, thế thôi. Quay lại với web game vui tặc hải tặc miễn phí chấm online, thì bây giờ chúng ta cùng xem coi nó ghê gớm thế nào nha. Đặt này của bạn ấy chắc cũng mới lần, mới tạo qua đây thôi, không có gì đặc biệt cả. Đây, web này thì cũng giống như một web lậu hay sao á bạn. Mình thấy nhân vật chính là Trang Hoàng Kim nè. Đây là thuộc phản hồi. Đây mình coi lại bạn ấy gửi cho mình cái gì đây. Đây là bên chỗ phản hồi bên đây nè. Đây đúng rồi, ok. Đây, đặc biệt chúng ta mình xem trước cái này nha, coi thử như thế nào đây. Cái này là bạn nạp 2k rưỡi. Mấy cái này thì như là thường thường cũng không gì đặc biệt đâu. Đấy, nó có mấy cục bét rồi các kiểu thôi, đồ đèn trang bị thôi. Đây cái này mới quan trọng nè. Đấy, thanh niên này đã nạp rồi. Cái này chỉ cần nạp 1 vàng rồi anh em, cần nạp 1 vàng, 1 vàng thôi được. Mà chắc chắn nạp ít nhất phải 10.000 rồi anh em. Các bạn nạp 1.000 các bạn sẽ có được một phần thưởng là đây, một cái túi chọn thời trang thánh niên hoàng kim. Tức là các bạn cần nạp 1 vàng các bạn sẽ có một cái thời trang mã vàng. Đây là một cái sự kiện gọi là tri ân, không phải là tri ân mà là mừng server mới các bạn. Mừng server mới chứ không phải là tri ân gì cả. Nên là cứ yên tâm, nếu mà anh em qua server 2 server mới này chơi các bạn sẽ nhận thưởng được. Còn những người ở server 1 thì như là chắc là không được đâu. Một vàng thì các bạn sẽ được cái thời trang hoàng kim 500 dấu đỏ. Một cái rương này là một rương là 100 triệu berry, khi đã bán rương là 800 triệu berry. Quả thịt, anh em giờ đang 900 triệu berry. 50 viên vỏ sò, 50 cái viên này, một viên là 5.000, chia ra là 50 viên là chúng ta sẽ được 250.000, chính xác, 250.000 đúng rồi mọi nữa. Rồi, các bạn nạp một vạn tức là 10.000 vàng đó bạn, 10.000 vàng, mình không biết quy độ bên đây là nạp như thế nào, nạp thẻ thì nó đổi thẻ ra sao, để mình coi thử xem. Thì tại web này cũng là web mới thôi, mới được 1.000 like thôi anh em. Quay sự kiện tin tức nạp thẻ nè. Đây cái này nạp thẻ thì các bạn có thể y chang như là số 8 luôn nè các bạn. Đúng nhờ. Như vậy để hỗ trợ các bạn nè, có thể cào bên mình hỗ trợ nạp thẻ tiếp theo nè anh em. Mệnh giá 100-200 để gặp te nữa. Tỷ lệ 10.000 đồng là 100 xu, là 100 xu chứ không 100 vàng rồi, cộng 10% đây. Link fanpage vui lòng inbox fanpage để nạp, không phải inbox, phải từ inbox cho fanpage nữa. Ok, rồi thì cứ tạm thời cứ để đi. Rồi 10.000 vàng các bạn sẽ được là cũng là một cái thời trang hoàng kim, 1.000 đá huyết linh. Trời ơi, một viên này 10.000 mà được 50 viên là được 500.000. Vãi đai. Rồi, cái rương này bên mày là ngon rồi. Một cái hộp này y chang như chúng ta 50 đĩa hạt, 50 hạt thì bao vương, 50 sản phẩm ra.
mà 100 cái như vậy tổng cộng nó bảy sinh được 5.000, mỗi loại 2 kg là 5.000, rồi cái mũi 7 sao 5 cái luôn, quá phê. Rồi nếu các bạn nạp 2 vạn được một cái thời gian Giáng sinh đặc biệt, thời gian này mình đi là nó còn mạnh hơn cả thời gian hoàng kim nữa các bạn, nó không sao nó nằm bên dưới đúng không, 1.500 đám huyết linh, 10.000 một cái túi cổ đại này là 500 mà các bạn nhận được 10.000 thì các bạn nhận được khoảng 500.000 500.000 hoa mạ vàng thế luôn, rồi đá ăn kim 100 viên và 50 cái này, 1 viên là 5.000 đó, bạn nói phê không ạ, 5 vạn thì các bạn chỉ nhận được một cái thời trang đặc biệt, thời trang này rất là mạnh, 2.500 đá huyết lên rồi, một cái túi này là 263 263 pha lê, 263 mã nhỏ, 144 trang hô, 791 quảng sắc, 46 đa ám kim mà được 3 cái thì bạn sẽ được nhân 3 lên. Cái này cũng tương tự là hải ma thạch mã não cùng 3 cái. Cái này cũng tương tự thôi, trân châu, các nguyên liệu khác nhau để rèn đồ. Các bạn nạp ủa cái vậy? Tôi đã xem sai này mày. Nhưng ở đây nạp 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn chuyển xuống dưới đây còn 1 vạn rồi sao? Mất tiêu. Cái này mình nghĩ chắc là 10 vạn. Ôi ôi, thậm chí là con số nó cũng mất tiêu luôn rồi nè, mất nhiều vạn luôn rồi, kinh vãi. Ok, mình sẽ leo tiếp tục, cái này ưu đãi kinh dị quá. Ok, tiếp theo là về 1 vạn lại hả, cái này mình nghĩ chắc là 10 vạn đó các bạn, chứ từ 5 vạn mà sau này xuống 1 vạn rồi, chúng ta sẽ nhận được là đây từ 5 vạn mà xuống 1 vạn là sai đó, 10 vạn cái này là túi chọn trang sức sinh tự nha các bạn, tức là các bạn sẽ nhận được túi lựa chọn, các bạn sẽ được lựa chọn một trong 6 cái bộ trang sức sinh tự, nhưng mà cái này nó cho tới 6 rương xin ra các bạn có thể full luôn, các bạn full luôn 8.888 thì thời gian để các bạn cùng quá thời gian quá ngon, 16 cái rương berry, một cái rương là 100 triệu, thì ra 16 rương các bạn sẽ được 1.600 triệu, tức là 1.6 berry, 200 rương một kỳ nhân lên 52 10, 1.000 đấy, 10.000 chứ, 10.000 rồi 5.000 cái này, một cái là 25 nhân lên cho 5 nha anh em, kinh dị quá. Rồi tiếp theo là chắc là 20 vạn, 6 cái rương cái số bích cửa này là Yonko Kaido, các bạn chọn được full 6 bộ luôn, 888 cho đi Magma, một con người máy Franky, đây là con bét gọi là bét cửa, là bét cửa ta hay là bét chính, chắc là bét chính, đúng rồi, bét chính, có hệ số là bét chính, 150 viên gõ sò và một cái thời gian râu trắng, đó là bộ đại hải tặc râu trắng, chỉ đeo cho râu trắng được thôi, nên mà hạn chế là không có, chỉ cần có râu trắng là các bạn sẽ được mang vào. Rồi tiếp theo là 50 vạn, 6 cái rương trang sức ẩn giả, cũng là trang sức bét cửa ẩn giả luôn, 1.500 dấu đỏ, một con bét này là Momonosuke là bét phụ nha các bạn, rồi 100 viên này, 1 viên là 10.000, chia ra 10 viên là 100.000, gọi là 1 triệu đá hải hồ, 1 triệu đá hải hồ anh em ơi, vãi trái. Các bạn nạp thanh long này là các bạn cũng đủ để có thể hồn luôn, cũng tốn cả mớ tiền. Rồi tiếp theo là bảo vật của dạy câu bóp của Hành Cốc, bóp tiếp theo nha là 1 vạn nữa hả, hay là nạp 1 vạn nữa các bạn, tức là các bạn nạp 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn, các bạn nạp thêm 1 vạn nữa mình đi vậy, sao nó cứ bị rối chỗ này vậy. Rồi 6 cái rương trang sức long thạch, 1.688 cái viên, một con bét megalo cái chính, 300 hộp haki, một cái thời trang của Luffy, mũ rơm Luffy. Tiếp theo lại là trang sức bét cửa nữa, trang sức càng khôn, trang sức bét cửa rất là nhiều luôn, 1.68 vạn cái viên thủy tinh thời trang, và đó lần đầu tiên mình thấy cái viên thủy tinh thời trang này mà nó phải ghi chữ vạn, vạn tức là 4 số đó bạn, thì cái này chúng ta lại bên đây ở trên là được 8.000 viên, thì chúng ta cái này là khoảng 2.68 vạn, thêm 4 không nữa, 2.68 vạn là khoảng 2.000 viên, không phải, có khi nào 26.000 viên không,
nó ghi vậy mình cũng chả xác định được rõ nữa. Thôi cứ bỏ nó đi, hai có 68 vạn, anh em biết vậy. Rồi một con bé Severus hạ ngục đấy, 500 rương thịt phi luôn. Ủa đâu phải, còn mình đang sau ở trên đây mà bị rối não với mình bay xuống luôn vậy. Đây trang sức gấp rưỡi càng thôn, 1.68 vạn trên thời trang. Một con kim sư tử, một con kim sư tử, bét bét sư tử hoàng kim đó các bạn. Ở đây là hình như là thuộc mét rưỡi, đúng rồi. Đây, 100 viên vỏ sò, 200 viên vỏ sò là 150 này, đi là 5 ngàn. Tiếp theo là 18, mình trả được 18 gì. Đây sách vũ tỏa, 150 viên hải hồ. Một con Rebecca đấu sĩ, Rebecca là thuộc bét bét chính đi theo, bét phụ hả? Đây ghi là bét phụ nè, đúng là bét phụ, bét phụ, bét phụ. Rồi ba cái rương này là chú chọn một bảo vật chẳng có mươi, một bảo vật của Doflamingo hoặc là Sisa, Siki, Siki sử dụng vàng được 3 người, các bạn được chọn 3 món, 150 viên tinh linh thạch, mỗi viên là 5 ngàn. Tiếp theo là 2 vạn, 2 vạn, trang sức bách triệu toái ngân, 2.68 thì thời trang, Severus thẳng lục, có hồi nãy đó mình bị nhầm cái đó, 500 cái túi này và một cái bản vẽ tên lửa 26 là 100 cái kết giới. Thì ra các bạn sẽ ghép lên được một cái kết giới 100 mà cái lôi điểu, các bạn sẽ ghép lên một cái lôi điểu. Một bé ngọc kỳ lân, ôi ngọc kỳ lân bên đây sẽ yếu vậy, không có thiên phú à anh em, không có thiên phú. Bé cưỡi, bé cưỡi gì kỳ vậy, kỳ lân bên chúng ta là bé thuộc tính là bị kinh đấy. Rồi ba cái chọn có 170 để được cuốn rắc Rayler hoặc là Sabo. À, một cái bạn bè ảo ảnh kinh. Rồi ok, bạn bè ảo ảnh này thì các bạn cần thiếu dây nắp quỷ hay là các thứ gì đó để các bạn viết lên. Rồi ok, đấy nội dung của cái phản hồi là như thế này. Hiện tại đã nạp vào thì chúng ta sẽ bóc đầu tiên, bóc đầu tiên là bóc dễ nhất. Ok, hiện tại thì chỗ mình đã mưa rồi, đêm nay mưa rất to. Bây giờ mình cùng xem chùm server bên server mới này là như thế nào nha. Cấp 151 nhưng mà là 2 kỳ cấp 5. Khá là nhanh nha, server mới mà tôi nên cày khá là nhanh. Đấy, thời trang rồi tôi nên, anh em là lấy được cái này rồi. Đây có Luffy gần 4 nè. Tôi nên lấy cái đồ trắng luôn rồi. Đây là thanh niên nạp cái ma móc thứ 2. Ê, ủa đây hả, thanh niên nạp tới đây luôn rồi đó hả, gì kinh vậy vậy, phải cái chim silver đánh lọc. Rồi ok, rồi mình gửi lời cảm ơn đến bạn Yuki Unico Chan đã gửi cho mình cái thông tin về cái web này. Cái web này cũng khá là mới, có thể đây là lần đầu tiên mình làm về web này. Rồi anh em nào có thể biết thêm thông tin hoặc là muốn chơi thì có thể truy cập vào web, mình sẽ để link vào phần mô tả nha. Ok, cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe cái kênh chị của tôi thì đừng quên nhấn quảng cáo như tên ủng hộ cho mình. Cái quảng cáo nó khá là quan trọng cho nên mong mọi người hãy lúc như tên ủng hộ cho mình. Đấy, bây giờ mình sẽ ra mình kiểm tra đồ quảng cáo của bên phải mình ra cho mình coi nó có không. Hiện tại mình đang xài cốc tóc, mình đăng nhập bằng YouTube của mình. Bây giờ mình sẽ không thử, không dùng, không đăng nhập YouTube của ai hết. Mình xem có quảng cáo góc bên phải không nha. Nếu mà có thì em phải click cho mình đấy. Cô Hải Tạc Nhưng mây ok, như vậy là dung dung như vậy là cũng không có luôn em ơi, chỉ có mèo với cái chấm vàng nhưng mà thất bại. Ok men, mình buồn quá men. Rồi em cố gắng click cho quảng cáo này nhiệt tình cho mình nha. Mình nói thiệt luôn, ngày hôm nay mình rất là hy vọng anh em hãy ước nhiệt tình cho mình để sau một buổi tối mệt mỏi mình ngủ dậy mình có thể thấy được những cái thông báo và tuyệt vời của các bạn. Anh em hãy rất nhiệt tình cho mình nha. Ok.